La 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 la. Ok, đã đến lúc lần nào vô cũng hello á. Xin chào mọi người. Ok, chào mấy em, chào tất cả. Hello, anh đây, anh luôn ở đây, anh không hề biến mất, anh chính là người ấy, Trịnh Thân Bình. Chờ cái gì mà chờ, chờ mà không có đứa nào share hết cũng như không. Share đi, thấy cái nào hay thì phải share chứ, share đi mấy đứa, livestream hay thì phải share. Share đi mấy bạn. Ok, vô đi, xem đi, thấy hay thì share. Có nhiều bạn rất là mắc cười, anh không hiểu làm sao vô kêu anh hôm nay anh livestream đi, em muốn anh livestream mỗi ngày. Vô Facebook nhìn không thấy một cái clip nào của mình được bản share hết trơn á đó, bản share toàn là quýnh chết mẹ nó đi, con chó này nè, rồi bắt đầu share thằng quần què này, rồi ba cái đồ ăn, share theo kiểu là bạn share đi thì bạn sẽ có khả năng sẽ được trúng vé số, bạn bạn một trong 1 triệu người share thì bạn sẽ được một cái cạc 50.000. Còn clip của mình đéo share, nhưng mà suốt ngày vô Facebook mình xong kêu share đi, share đi anh ơi, anh livestream nhiều lên, anh stream hay lắm anh, stream hay mà em đéo share cũng như không thôi. Trời ơi, tôi biết là tôi nói như vậy sẽ có nhiều bạn khó chịu lắm, tại vì ông làm cái gì mà ông kêu share hoài, clip của ông share hoài tôi bực mình dễ sợ. Trời, các bạn, tôi nói thiệt á, trước tiên á tôi muốn nói là cái này nè, nói những người mà coi clip của tôi mà hiểu clip của tôi hay là thích tôi, tất cả những người các bạn đều là những người thông minh hết đó. Tại vì người ta nói là cái gì, ngu tầm ngu, mã tầm mã, những người thông minh suy nghĩ giống nhau, bạn thông minh cho nên bạn mới thích tìm tới những người thông minh giống như tôi. Ok, má nói cái khen được cả khán giả lẫn khen mình luôn. Nhưng mà các bạn thông minh mà các bạn nghe, các bạn biết điều đó là đúng mà các bạn còn không làm thì nói gì tới những người mà người ta không thông minh, những người mà các bạn suốt ngày cứ kêu nói trời đất ơi, chả hiểu sao nó hoài mà tụi nó không bao giờ thay đổi. Tụi nó hả, đã biết rành rành rõ ràng là cái chuyện đất nước này nó tồi tệ như vậy mà tụi nó không thèm share, tụi nó không thèm mở miệng, không thèm lên tiếng. Còn bạn thì sao? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, muốn những cái hay được phát tán ra thì bạn phải là người đầu tiên phát tán cái hay, bạn đừng đợi một ai đó share, bạn phải chính là người share đã. Ok, coi cái này thấy clip hay thì phải share ra, nhiều người thấy, nhiều người ta coi rồi mới có dịp tôi còn nói hay hơn nữa chứ. Giống như các bạn nói chuyện mà có nhiều người nghe, với các bạn nói chỉ có một người nghe, xong người đó nói anh nói hay quá, xong hỏi về nhà có kể ai nghe không. Không, anh nói hay mà em để trong lòng của em là được rồi, em biết và bản thân em biết và trời xanh sẽ biết thôi, là đậu má. Và rốt cuộc ta nói cho trời xanh nghe thôi, ta khỏi nói cho mày nghe luôn. Ok, nói nhiều gì cũng đủ rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nói, hôm nay tôi có ghi rõ ràng là các bạn là hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chuyện là AK-47, đúng không? Cái súng AK-47 đó. Súng AK-47 thì có gì để nói. Trời ơi, nó có rất nhiều chuyện để nói, mà chuyện đầu tiên đã nói là cái gì? Cái súng AK-47 phải nói nó là một cái phát minh vô cùng vĩ đại. Tại vì trước khi nó ra đời là cái súng mà nói chung là súng khác bắn như quần què vậy đó. Súng khác là giống như, phải nói là sao ta? Nói xin lỗi các bạn nữ, súng nó như nữ rồi đó, rớt xuống đất không xài được, dính bụi không xài được. Nói chung là điều kiện hoàn hảo, phải cho đi nghỉ khách sạn, rồi đi, nói chung là đi trên trên du thuyền ăn những món ăn ngon thì nó thích thì nó mới bắn, còn không nó không bắn. Còn cái súng AK-47 sau khi mà ra đời, một phát cái súng nó là cái súng nó quá cực kỳ hay luôn, đánh đập quăng quật làm đủ kiểu, cái gì cũng được. Nói chung là nhúng xuống nước đem lên bờ dặm bẻ chặt chém ra đủ kiểu, nhưng nó vẫn xài rất là ok. Cái súng đó là súng, các bạn thấy cái chữ AK-47 không? Cái chữ AK đó là viết tắt của cái tên của cái ông mà ông làm ra cái súng đó. Ổng đợi chút xíu để tôi bấm vô tôi coi tên ổng, ổng chữ cái chữ K là Kalashnikov á. Rồi bây giờ để bấm vô đây coi, bấm vô đây coi. Cái chữ đó đâu? Đây. Ổng tên của ổng là Mikhail Kalashnikov. Creator, ổng là tạo ra cái súng AK-47.
ổng chế ra cái súng AK-47 gì năm 1947, cho nên cái súng của ổng được đặt tên là AK-47. Không, rất là đơn giản. Tôi tên là Kalashnikov, tôi chế cái súng vào năm 1947. Ok, thì tôi đặt tên nó là AK-47. Còn cái chữ A là cái gì? Tôi nghĩ là anh Kalashnikov năm 47. Ok, chuyện này thì thuộc dạng hơi lịch sử chút xíu, nhưng tôi cũng không có đi, nhưng mà các bạn biết sao không? Sau khi các bạn thử tưởng tượng coi, nếu mà một người mà sáng chế ra được một cái vật dụng mà nó hữu dụng như vậy, mà thời chiến tranh mà tưởng tượng có ra được cái cây súng AK-47 thôi, trời đất quỷ thần ơi, nói là kêu bằng giống như bên kia là đang cầm, giống như bắn nhau hồi cái ra AK-47, giống như bên kia nó cầm gậy, còn mình thì hả lấy ná mình bắn nó vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi, vậy là mình hơn nó rất nhiều. Như vậy một người mà sáng chế ra một cái đó thì phải được cái gì? Đéo được gì hết. Ngạc nhiên chưa, tuyệt vời chưa? Đéo được gì hết, không được cục cực gì hết. Ông chỉ được kiểu như là được tặng bằng khen, anh Kalashnikov, anh đã sáng chế ra được, đây là bằng khen của đất nước đã tặng cho anh, và anh đã chế được cái AK-47 thôi. Còn tiền hả? Bye bye. Tiền thì chuyện đó anh ơi, xã hội chủ nghĩa mà. Thì tại vì cái thời của ổng á là đang là Liên bang Xô Viết xã hội chủ nghĩa. Thì xã hội chủ nghĩa là nói chung là các bạn cũng học rồi, các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Cho nên làm gì có cái chuyện mà tư hữu ở đây, không có tư hữu gì hết trơn. Anh làm ra là anh phục vụ đất nước là anh may mắn lắm rồi. Đó, cho nên đám quỷ trên thế giới nó sản xuất một đống AK-47, nó bắn tùm lum, nó xài, ông không trả một đồng. Và nó có trả thì tiền cũng không tới tay ổng. Wow. 52 năm sau, cho tới năm 1999 thì cuối cùng cái khẩu AK-47 đó mới được đăng ký bằng sáng chế. Và ổng thì được năm ổng được nhà nước Nga tổ chức một buổi tiệc sinh nhật lần thứ 90. Ok, tôi thấy vậy cũng đánh đổi cũng được chứ. Thay vì được rất là nhiều tiền thì được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật. Tuyệt vời luôn. Mà không phải Kalashnikov là người đầu tiên được cái bằng là gì? Được nhận cái bằng khen kiểu như vậy. Mà còn một người nữa, đó là các bạn biết là ai không? Cái game mà game Tetris á, cái game xếp hình á. Game đó các bạn biết ai chế ra không? Hồi xưa Việt Nam chúng ta thấy cái game xếp hình mà cục xếp gạch đó, gọi là xếp gạch, người kêu xếp gạch, người kêu xếp hình, mà tên của nó là Tetris. Cái game đó thì chúng ta thấy ở trong những cái máy gọi là máy xếp gạch. Hồi xưa mình chơi mình thấy bấm vô cái te đè 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 đè. Các bạn, cái nhạc đó là cái nhạc của Nga đó, và đó cũng là nguồn gốc của cái game xếp gạch. Game Tetris được sinh ra đời là bởi vì một người nữa cũng là người Nga. Ông là Alexey Pajitnov. Ông này năm 1984, ổng là một nhà khoa học, kiểu như ổng là một lập trình viên vậy đó. Ổng vào thời điểm đó là ổng đang thuộc dạng làm là nghiên cứu kiểu như mấy cái thuộc về kiểu như AI thời đó tùm lum la. Thành ra ổng tình cờ ổng tế chế được cái game Tetris đó. Và cái game đó sau đó được Nintendo, chính Nintendo. Nintendo hay thiệt là hay luôn, tại vì năm 1984 á, lúc đó Nga vẫn còn là Liên bang Xô Viết, lúc đó là vẫn còn nói chung là chưa phải như bây giờ, tức là Liên bang Xô Viết sau đó sụp đổ. Thì nói chung là vào thời điểm đó giữa Nga với Mỹ á, có chiến tranh lạnh, nó gọi là The Cold War. Nếu các bạn sau này tôi sẽ kể trong những chương trình khác nói về Cold War, tại vì hầu như mọi người nghe nói chiến tranh lạnh, người ơi chiến tranh lạnh là sao, bật bật máy lạnh là lạnh quá xong kêu chiến tranh hả? Bậy. Vào thời điểm đó là cả Nga, cả Liên Xô lẫn Mỹ đều có bom nguyên tử trong tay. Mà nếu hai bên đó chỉ cần mà giật mỗi đứa mà nhấn nút bắn bom nguyên tử một phát là cả trái đất là banh luôn, là nói chung là mình không có sinh ra đời nữa đâu. Tôi là cũng chết, các bạn cũng chết. Tại vì hai bên cường quốc đều có bom nguyên tử mà chơi với nhau á, là giống như kiểu như tao có bom, mày có bom, hai đứa là trời bom của đứa nào, thì cuối cùng chết mẹ hết, không còn một đứa nào hết. Thì nói chung là cái Cold War thời điểm đó nói chung là rất khó để mà vô và được Liên bang Xô Viết, nhưng Nintendo của Nhật, những người Nhật đã tới qua tận đó để mua được cái quyền làm cái game Tetris về để mà cho vô những cái máy mà Game Boy thời xưa để mà bán ra. Và cái máy Game Boy các bạn khỏi khỏi nói rồi, Game Boy là Việt Nam mình kêu là game xếp gạch đó, là mấy mấy nút bấm á, thì đó bán được rất là nhiều luôn. Các bạn nghĩ thử tưởng tượng coi, có người mua thì phải có người bán phải không, người bán thì phải có tiền phải không. Một lần nữa tôi lại phải nói một lần nữa, ông cũng được bằng khen, ok. Còn tiền thì đi đâu các bạn cũng biết nó đi đâu rồi, hoặc là tôi cũng không biết nó đi đâu hết trơn, nhưng nói chung là nó không có tới tay Alexis Pajitnov.
cho tới năm 2000 đâu, tới năm 2000 mấy ta, cho tới năm 2004 ổng mới giành lại được cái quyền sở hữu cái game xếp gạch của ổng. Các bạn thử tưởng tượng coi, mình chế ra một cái game vào năm 1984 cho tới năm 2004, 20 năm sau mình mới được mới có thể là ra nói với mọi người là game này tôi chế ra đó, vào thời điểm đó không còn một đồng xu các bạn nào, nói chung là còn nhưng mà không còn bao nhiêu cả, nói chung là rất hạnh phúc trộm. Đó là game Tetris, ok. Và những cái đó là tại sao tôi biết nó hay như vậy thì các bạn có thể vào trong cái này. Đây, đây là cái group của tôi. Các bạn rảnh các bạn vô cái group của tôi để mà... Đâu rồi? Ok, các bạn rảnh các bạn tham gia vô cái group, vô cái page của tôi, để mà các bạn biết được những điều hay ho nhé. Tại vì không phải chỉ có những cái về đâu, tôi còn nói cả nhiều cái vui nữa. Đó, tôi có cái nói về những cái như là tiếng Anh. Tôi có dạy tiếng Anh theo kiểu là có những bài tiếng Anh hay. Đó, group tiếng Anh đủ xài. Rồi có cái trang mà Entertainment TV, tức là trang giải trí, nó có những cái thuộc dạng về giải trí, nó không phải là tiếng Anh không đâu, nó tùm lum tà la hết. Vậy có cái group hài hước hội nữa, ok. Đó, đó là nói về quá khứ nó là như vậy đó. Dĩ nhiên là còn nhiều chuyện về quá khứ lắm, nhưng mà hôm nay á, tôi sẽ nói cho các bạn nghe một cái chuyện này nó xa xôi hơn nữa, đi về quá khứ. Nó không phải là chỉ ở thời năm 1980 mấy thì đâu, mà đi về thời mà gọi là thời Trung Cổ luôn á. Thời Trung Cổ được gọi là đêm trường thời Trung Cổ. Tại vì các bạn biết sao không? Trước thời điểm đó là lúc đó là thời đế chế La Mã. Thời đế chế La Mã có phải thể nói là cơ bằng một cái thời mà thuộc dạng mà phát triển vượt bậc cái nền văn minh của loài người á, thì từ khi mà chúng ta con người bắt đầu xuất hiện á, là nó có giống như là người Neanderthal, tức là những người mà có hồi răng hô này. Giờ các bạn đâu mà được, các bạn cũng vẫn thấy nhiều đứa nó bây giờ nó cũng vẫn còn hô lắm, kiểu như Ronaldinho vậy đó. Ừ, chị dễ hiểu vậy đi, Neanderthal là Ronaldinho vậy đi. Còn về chuyện đá banh thì tôi không có biết rõ lắm, Neanderthal đá banh có giỏi không tại thời điểm đó không đó. Sau đó thì có những nền văn minh cực kỳ phát triển rực rỡ, văn minh lưỡng hà ở Ai Cập nè, rồi Hy Lạp nè, rồi sau đó là tới đế chế La Mã. Đế chế La Mã là một cái đế chế cực kỳ là kinh khủng. Sau đó các bắt đầu tới thời Trung Cổ, là thời đó là kêu bằng là tất cả mọi thứ giống như là phát triển của những thời trước đều biến mất dần dần. Biến mất dần dần tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều lý do, nhưng mà một trong những lý do lớn nhất đó là do cái hệ thống phong kiến. Hệ thống phong kiến thì mình cũng biết rồi. Nếu mà nói phong kiến, à không, thật ra nó biết rồi cũng chưa chắc đã biết đâu. Tại vì nếu mà nói phong kiến không thôi, chắc nhiều bạn cũng sẽ nghĩ thì kiểu phong kiến có gì đâu. Trời, phong kiến là sao? Không, là gió kiến, là kiến là kiến gió thôi. Không, phong kiến nó là như vậy nè. Cái thời đó nó gồm có vua. Vua thì các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Vua, tao là thiên tử, tao ngồi trên vạn người. Cái thời phong kiến nó chó đẻ, nó nằm ở chỗ đó. Nó rất là chó đẻ. Tại vì mình bây giờ mình nhìn lại mình phải sẽ thấy được cái sự chó đẻ của nó. Nhưng vào thời điểm đó thì người dân không có lựa chọn nào khác, bởi vì người ta không biết gì cả. Khi mà nói chung nó rất là đơn giản như vậy, dân ngu á, thì rất là dễ trị. Khi mà người ta ngu, người ta không biết là mình có những lựa chọn khác. Người ta ngu, người ta sẽ dễ nhận chấp nhận là ok, tại vì thằng đó nó có quyền lực, nó có quân lính trong tay, cho nên nó nói nó là vua thì mình kê, okay, mình ráng nghe đi. Chứ bây giờ nó đè, nó kéo xuống một cái, nó kéo quân, nó giết mình đằng sau. Nhưng mà thực sự các bạn để ý đi, vua nó có một thằng à, còn lính của nó cao lắm cũng cỡ được 200-300 thằng, còn dân thì rất nhiều. Cho nên dần dần từ từ thì chế độ phong kiến bị lật đổ. Thì hôm nay tôi sẽ nói sơ sơ lý do tại sao chế độ phong kiến bị lật đổ. Một phần là do chế độ phong kiến là một chế độ bá láp bá sàm. Các bạn thử tưởng tượng coi, một cái đứa nó sinh ra nó nói nó là con của trời nên nó được làm vua. Đậu má, bằng chứng đâu, ADN của trời đâu mà mày nói mày là con trời? Tại tao nằm mơ thấy con rồng, con cạc chứ ở đó mà nằm mơ thấy rồng. Tao cũng nằm mơ thấy rồng nữa nè, tao nằm mơ đủ thấy con hết rồi đó, tao nằm mơ thấy con cạc của tao nữa đây nè. À, tao làm cũng được làm vua vậy, nhưng thời đó không ai nó nói gì hết trơn á. Giờ mình nói vậy rồi tại vì mình không còn ở trong cái thời phong kiến. Thời phong kiến là thời chó đẻ đó. Vào cái thời đó thì hả, vua là nắm quyền trong tay, vua ban phát đất xuống cho các quý tộc. Quý tộc có đất trong tay, xong quý tộc bắt đầu cắt một miếng đất cái ban phát cho hiệp sĩ. Hiệp sĩ kiểu giống như là quân lính của vua vậy, của các quý tộc vậy. Ok, giờ tao cho mày này, cho này kia, thì giờ mày bảo vệ tao. Xong rồi khi có quýnh lộn vậy đó, thì mày ra mày quýnh lộn cho nhà vua. Tại vì cơ bản vua nó cho tao đất, giờ tao cho mày ngược lại mày. Nó giống như là trong mấy cái truyện mà, mấy cái truyện tiên hiệp, mấy truyện kiếm hiệp giờ vậy vậy đó từ từ. Xong ở dưới quý tộc á, thì là người dân chúng bình thường. Những người dân chúng bình thường là phải phục vụ quý tộc. Đổi lại là quý tộc giống như ok,
À, tao bảo kê cho mày chỗ này vậy đó, giờ mày muốn làm ăn gì mà không cái tao tới tao quýnh chết mẹ mày, tao để cho đám kia nó qua quýnh chết mẹ mày, nghe chưa? Thì xong mới bắt đầu cái thời phong kiến đó, nó là một cái thời vô cùng tăm tối. Bây giờ các bạn thử tưởng tượng coi, thằng nào nó cũng ị lên trên đầu mình được hết, cho đến thằng vua bắt đầu nó xuống giờ nó nói ok giờ tao là vua mà, giờ tao tới chỗ đó tao thích săn bắn cái xong cái kêu dân nó tránh ra, thằng nào mà không đúng ngay cái chỗ tao săn bắn tao lỡ bắn trúng chết mẹ mày, mày ráng chịu, tại mày là dân còn tao là vua, tao muốn làm gì tao làm. Thời đó nói chung là không có luật lệ, tại vì luật là luật của kẻ mạnh nhất là vua, là thời phong kiến mà vua là mạnh nhất mà, bởi vậy cho nên đó cái thời đó cũng là cái thời mà đạo Thiên Chúa phát triển mạnh nhất. Mặc dù á trước đó vào cái thời mà thời 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 La Mã đó, các bạn nếu các bạn mà đạo Thiên Chúa hoặc các bạn mà có nghiên cứu chút, các bạn sẽ biết vào thời La Mã là chúng ta cũng coi truyện á, là Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá, là chính những người La Mã đã giết Chúa Giêsu. Nói chung là cơ bằng làm đủ thứ để cho đạo Thiên Chúa không phát triển được. Nhưng dần dần sao? Chính cái ông vua Constantinople ở La Mã, đế chế La Mã, ổng lại cải thành đạo Thiên Chúa. Bởi vì thực ra thì con người ai cũng cần có một niềm tin và một cái gì đó để mà sinh sống. Chứ nếu mà ngay cái thằng vua nó cũng sợ, nó sợ một cái gì đấng gì đó nó cao hơn nó, cho nên nó cũng cần tin vào một cái đấng gì đó và nó chọn để đạo Thiên Chúa. Bởi vì vào thời điểm đó nó loạn lạc quá, nó dẫn tới là các bạn biết sao, luật pháp nó không có, nói chung là luật của kẻ mạnh. Và khi mà nghiên cứu lịch sử người ta phát hiện ra khi mà luật pháp không ra gì, lộn xộn loạn xạ, thì niềm tin, những cái mà thuộc dạng niềm tin đó, nó đều lên ngôi hết. Nó có đủ loại như thần thánh này nọ, ABCD, XYZ, kiểu như là mê tín vậy đó. Nói chung là vái hết ông này với ông gọi ông kia. Tại vì con người á, cơ bản, nếu mà người ta mà sống ở trong một cái xã hội mà người ta được bảo vệ bởi pháp luật mà đúng kiểu, tức là pháp luật công bằng nghiêm minh, thằng vua hay là thằng quan hay là dân cùng có một tội đều bị phạt như nhau, thì người ta không có cần phải tin vào bất cứ một cái đấng nào hết trơn đó, tại người ta thấy rõ ràng ok tôi làm đúng là tôi sẽ không bao giờ bị gì hết, còn thằng làm sai luôn bị trừng phạt bởi pháp luật. Đó là cái điều tuyệt vời nhất của cái pháp luật. Còn khi mà một cái pháp luật mà không có ra gì hết thì tất cả những điều mà thuộc dạng mà về tâm linh nó sẽ lên ngôi. Tại vì con người chúng ta lúc nào cũng cần phải có niềm tin vào một cái gì đó bám víu lấy. Cho nên vào thời điểm đó đạo Thiên Chúa rất là phát triển. Và rồi cái đó để từ từ nói sau đây mà tôi nói này. Thì có một sự kiện xảy ra vào thời điểm đó, nó dẫn tới sự sụp đổ của chế độ phong kiến. Các bạn biết cái đó là cái gì không? Đó là bệnh dịch hạch. Black Death, vào thời điểm đó bệnh dịch hạch nó quét qua châu Âu, chết như ngã rạ, chết không biết bao nhiêu là chết. Một phần là tại vì vệ sinh của thời đó nó quá tồi tệ, người ta ở gần nhau rồi người ta ỉa rồi tùm lum tà la hết trơn đó. Một bữa khác tôi sẽ nói về cái vụ đó, cái vụ về vệ sinh của thời đó nó cũng vui lắm, nhiều chuyện lắm. Nhưng do vệ sinh nó tồi tệ nó dẫn tới cái mầm bệnh là những cái con mà ve mà chó, ủa mà ve chó mà ve ve của trên ve những cái con ký sinh mà ở trên con rận con cháy mà ở trên con chuột đó, nó phát tán ra đủ nơi thì nó dẫn tới bệnh dịch hạch phát tán toàn châu Âu, chết mà chết như ngã rạ, mỗi ngày chết là mấy ngàn người, mỗi ngày chết mấy ngàn người, chết đâu mấy triệu người vào thời điểm đó. Thì khi mà người chết quá nhiều thì các bạn biết làm sao không, chế độ phong kiến sụp đổ. Bởi vì như vậy nè, lúc trước đang quá nhiều người cho nên á đám quỷ mà kêu bằng hiệp sĩ á, mày làm này mày làm kia mày làm này chứ trò cho tao thì làm thoải mái, nó kêu bằng lúc nào cũng có người phục vụ hết. Bây giờ một đống người phục vụ chết đi thì nó còn ai phục vụ được nữa? Khi một kẻ quen được phục vụ rồi mà bây giờ không có ai phục vụ, nó rất là khó chịu, thậm chí ngay chuyện được rửa đít nó cũng cần phải người phục vụ nữa. Thì bây giờ nó phải đi kiếm người phục vụ mà đâu phải kiếm bình thường, giờ mới chết cả đống người, giờ còn khỉ nhụ lúc trước có 100 đứa giờ còn có 2-3 đứa nói em ok anh tới anh chùi đít tôi được không, thì cũng có một quỷ kia cũng nói chùi đít tao đi tao trả mày nhiều tiền hơn, không tao trả mày nhiều tiền hơn nữa mày chùi đít cho tao đi, thậm chí mày chùi xong á tao sẽ tự rửa đít luôn chứ tao không cần mày chùi nữa, ok tao trả tiền mày về với tao là được rồi. Xong cái bắt đầu giành nhau cái chuyển qua tăng lương rồi đủ kiểu chế độ phúc lợi xã hội rồi các bạn tuần được nghỉ 2-3 ngày đủ kiểu. Thì dần dần á bắt đầu cái dân bắt đầu phát hiện ra à thì ra mình cũng không phải là thuộc dạng kiểu như là cuộc đời của mình có cũng được không có cũng không được, không có mình là tụi nó đéo sống được. Wow, cái này hay nha. Như vậy thằng quỷ đó nó cũng đâu phải là kiểu như nó đâu phải nó vua nó cũng cải rửa đít mà, thằng thằng hiệp sĩ cũng phải rửa đít nữa, thằng vua cũng phải rửa đít mà. Ok, dần dần cái bắt đầu xuất hiện là những giai cấp mới. Giai cấp mới là giai cấp trung lưu,
bắt đầu buôn bán rồi này nọ lum la, thì dẫn tới người ta có nhiều tiền. Người ta có nhiều tiền hơn thì người ta có nhiều quyền. Cái chuyện có nhiều tiền có nhiều quyền dễ hiểu lắm. Giờ các bạn trong nhà đi, hồi nhỏ mình đi học không, mình không có đi làm á, ba má nói gì mình cũng phải im hết trơn hết đó. Sau này mình đi làm mình có tiền cái ba má chửi một cái, bắt đầu cái mình nói dạ mình đốt lại một tiếng, à không gì mất dạy quá, ba mẹ chửi một cái xong mình nói dạ để mai con dọn ra khỏi nhà. Con nói thôi 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 con đừng có như vậy mà, con đừng có dọn ra khỏi nhà mẹ lỡ lời đó. Có tiền là nó có quyền, nó khác liền à. Xong chế độ phong kiến sụp đổ, chuyển qua chế độ tư bản, các bạn cũng biết. Xong dần dần nó bắt đầu tới cách mạng là tùm lum tà la hết đủ kiểu, nhưng mà cái đó để sau. Cơ bản là như vậy, khi mà người ta phát hiện ra là cái thằng mà vua chúa là nó kêu nó là vua, là tại chẳng qua là ba nó là vua thôi. Mà cái vua chúa vào cái thời điểm đó, các bạn coi clip hay là các bạn coi những cái phim hay gì, các bạn sẽ thấy hoàng tử công chúa ai cũng đẹp hết phải không? Tại vì là vua là chúa mà, tại vì mình là người có bằng thuộc dạng là cái gì, phải nói là sao ta, quý tộc là hoàng gia, cho nên mình vua mình phải đẹp. Tầm bậy tầm bạ, vào thời điểm đó vua chúa là những cái đứa mà xấu xấu nhất trần đời, vừa xấu vừa thấy gớm, thậm chí phải nói gớm tới mức mà gớm mức độ kinh khủng mà cứ gớm kiếp luôn. Bởi vì sao, vua chúa vào thời điểm đó nó vậy nè, tao là dòng dõi vua chúa cho nên tao phải bảo vệ dòng máu đó, tao không thể nào tao lấy đứa khác nữa trơn. Cho nên nó lấy nhau tùm lum tà la, nó lấy trong dòng họ của nó. Bây giờ mình gọi cái từ đó bằng loạn luân, thời xưa nó gọi đó là bảo vệ dòng máu hoàng tộc. Cho nên nó bảo vệ theo kiểu là anh chị em nó lấy nhau, anh em họ nó lấy nhau, thậm chí ba lấy con, má lấy con, tùm lum tà la. Thậm chí là trong một gia phả có một đứa xuất hiện tới 11 lần ở nhiều vai trò vị trí khác nhau. Lúc thì kêu chị, lúc thì kêu bà, lúc thì kêu em, lúc thì kêu vợ ơi, má ơi, nó đẻ con. Mà các bạn cũng biết loạn luân, học di truyền bạn cũng biết mà. Lấy quan hệ đồng huyết thì sẽ dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới tùm lum thứ mà lòi ra đủ tính rặn lặn hết trơn á. Thành ra rất nhiều đứa vua nó bị khùng bị điên. Tại vì cái đầu óc của nó không có đàng hoàng, nó cơ bằng mà cái bạn đó cơ bằng mà là quái thai rồi thì làm sao mà đâu bạn suy nghĩ đàng hoàng không? Mà đất nước mà đặt vô tay quái thai nó là còn chết mẹ nữa. Đó. Các bạn biết vua mà vua Tutankhamun không? Hầu như nói cái này chắc ai cũng biết, nói chung là Ai Cập mà Tutankhamun xác ướp Ai Cập luôn, vua Ai Cập á. Ông đó ông lên vua vào ngôi vua cho năm 10 tuổi. Ổng là kết quả của quan hệ cận huyết dẫn tới là ổng bị đủ thứ bệnh hết. Ổng không thể nào mà đi đàng hoàng được nếu không có người đỡ và có cây đỡ. Với tới năm 19 tuổi thì ổng ngẫm làm vua mà có từ 10 tuổi xong 19 tuổi là dẫm. Trong khi mình á cái bằng phát dục là khoảng cỡ 16 17 tuổi, 19 tuổi thì có thể là bắt đầu mình mới biết điều gì mùi đời. Còn này vua lên 19 tuổi chết mẹ rồi. Tại vì đó là quan hệ cận huyết. Thành ra mấy cái chuyện mà phim mà nó đưa lên mà vua rồi hoàng tử công chúa đẹp đẹp á, xộn lào hết, xộn lào hết. Ok. Hay tạm thời uống miếng nước đã, nói nãy giờ. Vua chúa toàn là cái gì đâu không mà. Mai là bây giờ nó không còn thời phong kiến nữa. Mà phải vậy không? Thấy nãy giờ nói hay không? Nói hay thì tại sao không share nhiều lên cho nhiều người biết cái hay hơn, chứ đừng có theo kiểu vô kêu anh Leo anh ấy nói hay quá anh nói mỗi ngày đi anh ơi, anh kể chuyện hay quá mà vô trang đéo thấy share gì hết trơn. Các bạn nên share, tại vì các bạn biết sao không, các bạn thấy những cái thứ mà bá láp bá xàm, tại sao tụi nó share nhiều mà mình thấy những cái hay mình không share nhiều? Mình phải thấy cái hay mình đè cái bá láp bá xàm chứ. Còn các bạn thấy suốt ngày các bạn chửi tụi nó share bá láp quá, còn cái hay thì sao? Thôi share kỳ lắm, kỳ lắm, kỳ cục cực gì trời đất ơi. Hay là share, ok, thấy cái Facebook của tôi không, lúc nào cũng share hết, share những cái trang hay như là tiếng Anh đủ xài nè, rồi Entertainment TV nè, đó tôi có ghi cái comment này nè, hay là phải hay là tôi share liền. Mà cái trang đó mà nó có phải của tôi hay không á thì không có quan trọng, quan trọng là nó hay thôi. Ok, bỏ qua chuyện nó của ai đi. Ok, rồi quay trở lại chủ đề chính. Đủ thứ. Giờ thời điểm đó thì mình nghĩ mình coi lại, mình phải coi cái lịch sử nó rất là hay. Nó không phải hay theo kiểu là các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy lịch sử vào năm mấy rồi vào ngày mấy rồi có mấy chục con bù lon con tán hay gì không. Lịch sử nó là những câu chuyện của những người đã từng sống vào thời điểm đó, và khi chúng ta nhìn vào lịch sử chúng ta sẽ phát hiện được là người thời xưa với người thời nay cũng không có gì khác nhau hết, cũng ăn ngủ đủ ỉa, cũng tứ khoái, rồi cũng thích chơi, rồi cũng thích làm chuyện bậy bạ,
rồi cũng thích này nọ nọ kia đủ kiểu. Ngoài thời xưa xưa không có Facebook thôi, chứ có là bảo đảm, bây giờ người xưa là bảo đảm người ta cũng livestream, người ta cũng làm đủ thứ, bá láp bá xàm, quay clip tùm lum tà lam. Các bạn thấy mấy clip của mấy đứa con nít bây giờ mà các bạn vô các bạn cười cười cợt, các bạn nói má ơi trời đất ơi, có em tao về là tao quýnh chết. Thực ra hồi xưa mình cũng y chang như vậy đó, mình không có khác gì đâu, mình cũng ngu y chang mấy đứa con nít đó, chẳng qua may cho mình là vào thời điểm đó đéo có camera quay lại thôi, hiểu không? Chứ có là bây giờ mình nhìn mấy cái đó mình cũng sẽ nói đậu má, trời đất ơi sao hồi đó mình bá láp bá xàm vậy. Những đứa nhỏ bây giờ nó mà lớn lên nó sẽ nhìn lại những clip đó nó sẽ thúi mặt thúi mũi luôn, cho nên chúng ta không nên share những cái clip mà bá láp của mấy đứa con nít đó, mà chúng ta nên share những cái clip như vậy nè, những cái clip hấp dẫn của những người đẹp trai thông minh thanh lịch vô địch khắp vũ trụ như tôi nè. Ok, nhớ share những cái như vậy, ok? Cho nên nhớ là lịch sử nó rất là hấp dẫn, hấp dẫn là nhờ người kể như tôi này, nãy giờ tôi kể này các bạn thấy không, đó là những chuyện lịch sử, những chuyện đã từng xảy ra vào mấy ngàn năm trước, nhưng nó có rất nhiều bài học để cho chúng ta thấy. Chẳng hạn như là tôi nói gì, khi mà luật lệ, khi mà pháp luật mà không nghiêm thì lúc đó tình trạng là người ta sẽ phải bám víu vô một cái niềm tin gì đó, đó là điều chắc chắn luôn. Tại vì con người ai cũng cần một cái niềm tin hết, niềm tin người ta giống như mình bây giờ mình thử tưởng tượng thôi, có chuyện gì là mình cũng xảy ra, trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi, câu cửa miệng của mình là trời 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 trời. Tại vì đối với mình cái đó nó là một cái gì đó nó ở xa quá, bầu trời là một cái đấng nào đó lum la. Nhưng mà tôi sẽ nói cho các bạn biết thực sự cái suy nghĩ của tôi về về những cái đấng nào đó thì nó là như thế này nè. Các bạn tưởng tượng đi, có lúc mình đang ngồi đột nhiên mình quan sát một cái đám kiến ngay trước mặt nó, mà ngay trước mặt mình có một đám kiến nó bò, thì có phải đối với đám kiến đó mình là một vị thần thánh không? Tại sao mình là thần thánh? Tại vì mình muốn là con kiến nào là con kiến đó chết, mình muốn là mình đạp là nó chết, toàn bộ sinh sát của nó nằm trong tay mình là muốn nó chết là nó chết. Mình nói chung là thậm chí mình có thể đem nó từ A tới B mà nó không hiểu tại sao nó có thể từ A tới B, nó có thể từ dưới đất nó bay thẳng lên lầu 2 cũng được, nhưng nó không hiểu tại sao như vậy. Mình là một vị thần đối với nó, nhưng mình có hiểu con kiến nói gì không? Không, mình hoàn toàn không hiểu con kiến nói gì hết, con kiến nó cũng không hiểu mình nói gì, thậm chí nó không tưởng tượng được có mình tồn tại nữa, bởi vì cái đầu óc của nó quá nhỏ và cái cảm quan của nó quá thấp quá nhỏ, cho nên nó không hề biết mình tồn tại. Nhưng đối với nó mình là một vị thần, con kiến nó nói gì mình cũng không biết, mình nói gì con kiến nó cũng không hiểu. Nhưng đột nhiên mình ngồi cái mình quan sát một con kiến, vì một lý do gì đó, có thể là do mình ngứa háng, tự nhiên mình nhìn con kiến đó mình khoái, mình nghiên cứu con kiến đó hoài, thì mình mới phát hiện cái con kiến nó đã bị sa vô vũng nước, nó đang cố gắng tuyệt vọng, thì mình lấy cái cây mình móc con kiến đó lên, mình bỏ nó ra khỏi chỗ vũng nước đó. Thì có phải là đối với con kiến đó những lời cầu nguyện cầu cứu của nó đã có tác dụng, là có một vị thần thánh nào đó đã cứu nó ra khỏi vũng nước không? Trong khi thật sự là mình đéo biết nó cầu cứu gì hết trơn hết đó. Mình chỉ đơn giản là bữa đó mình ngứa háng, mình cứu con kiến nó ra vậy thôi. Chứ mình không có nghĩ là con nó tại gì nó cầu, hay là tại gì nó cúng con xôi chè, nó cúng con heo, cúng con gà cho mình, cho nên mình mới cứu con kiến đó. Đó là suy nghĩ của tôi về những cái đấng thần thánh nào đó ở nếu có tồn tại, nó là như vậy. Tức là mặc kệ mình nói cái gì đi nữa, người ta cũng không hiểu mình. Tại vì thực sự mình quá nhỏ bé đối với người ta, và thậm chí người ta nói gì mình cũng chả hiểu, và những gì mình làm hay mình không làm chả liên quan gì tới người ta. Mình bây giờ mình có làm đúng cái tục lệ đó, mình có kê đúng cái tủ thờ đó, mình kê sai cái tủ thờ đó thì người ta cũng đéo quan tâm, tại vì trong nhà con kiến đó nó có cái cục cức gì mình làm sao mình biết được, mình đâu có rảnh mình đi vô nhà con kiến đó mà bế đình coi à cái tủ thờ của mày mày để vậy, mày để hình của tao cao lên hệ phong tao quật cho mày chết. Không, mình không có rảnh như vậy. Nếu mình rảnh như vậy thì mình không phải là một vị thần, mà mình là một thằng chó đẻ, là một cái thằng chuyên gia mà suốt ngày đi mà rình rình coi người ta mà nói gì về mình để mà mình tìm cách mình trừng phạt người ta vậy thôi đó. Cho nên nếu mình có niềm tin về một cái gì đó là tốt, nhưng mình đừng nghĩ là cái niềm tin nó sẽ giúp đỡ này nọ kia, mà quan trọng là chính bản thân mình trước đã. Bản thân mình phải hành động rồi thì mình mới có được cái kết quả. Giống như chữ nhân quả đó, nhiều người hay nói vậy nè, nhân quả quả báo nó tới sớm lắm, coi đó coi chừng nó làm ác rồi quả báo tới sớm lắm. Mà có ai làm gì để cho quả báo tới với cái thằng chó đẻ đó không? Không, không ai làm gì, thì trên đời này không bao giờ có quả báo tới ai hết. Nếu có thì tới với mình. Mình thấy một cái thằng ăn cướp, mình thấy một cái thằng tham nhũng,
Mình thấy thằng đó nó làm chuyện chó đẻ, mình không có làm gì để mình ngăn cái chuyện đó lại hết. Mình chỉ nói coi nè, câu quả báo tới với nó sớm lắm nè. Thì một ngày nào đó nó, cái thằng cướp đó, thằng tham nhũng đó, nó sẽ lấy đất nhà mình. Thằng cướp đó lấy dao nó đâm vô bụng mình, đó chính là quả báo tới với mình. Bởi vì mình không làm gì để ngăn chặn chuyện đó, chứ không phải là mình không làm gì hết sẽ có quả báo tới. Ai cũng nghĩ là quả báo sẽ tới, mà đéo ai làm gì thì quả báo ở đâu ra? Ok, nhớ share, nhớ like, nhớ subscribe, nhớ see first. Tại vì nếu các bạn không see first, không like, không share, các bạn sẽ không thấy được thông báo của tôi về những cái clip như vậy đâu. Ok, tối chủ nhật, tối thứ năm 10:30 hàng tuần. Ok, bye. Hôm nay tới đây là chấm dứt. Hẹn gặp lần sau. Còn có nhiều người mà tôi chơi hello nãy giờ tôi không thấy thì ráng chịu nha. Bye bye.